Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến kiểm tra các khu cách ly tập trung, các chốt chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đặt ở các cửa ngõ trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và Hồng Dân. Do thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An nới lỏng giãn cách, cho nên lượng người dân trở về quê trong những ngày qua rất nhiều. Do đó, các địa phương trong tỉnh đã phải trưng dụng thêm các trường học để làm điểm cách ly tập trung. Đến kiểm tra các khu cách ly tập trung được trưng dụng từ các trường học để bố trí cách ly những người mới về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị các địa phương trước khi đưa người dân vào khu cách ly thì tổ chức sàng lọc những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Những người là F0 đã được điều trị khỏi bệnh để bố trí về cách ly tại nhà theo công văn mới ban hành của Ủy ban dân tỉnh. Tại các khu cách ly phải đảm bảo điều kiện ăn ở của người dân. Theo lãnh đạo thị xã Giá Rai cho biết, trong 3 ngày qua, thị xã Giá Rai đã có 1.500 người về từ các tỉnh thành có dịch và được đưa vào cách ly tập trung. Huyện Phước Long có hơn 2.000 người về được đưa vào các khu cách ly. Huyện Hồng Dân có hơn 1.300 người. Hiện các địa phương tiếp tục bố trí các khu cách ly tập trung mới để sẵn sàng tiếp nhận người dân vào cách ly theo quy định. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho rằng, trong những ngày qua, khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An nới lỏng các biện pháp kiểm soát, thì lượng người về tỉnh khá đông và sẽ còn tiếp tục về. Do đó, các địa phương phải hết sức chủ động trong việc tiếp nhận người dân vào các khu cách ly, đảm bảo an toàn đúng quy định. Quan trọng nhất là không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Đến kiểm tra tại chốt chặn trên tuyến quảng lộ Phụng Hiệp, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, giáp ranh với tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh động viên chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho rằng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khả năng lây lan cao nên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt thực hiện nhiệm vụ thật nghiêm, phải chốt chặn cho chặt chắc, tuyệt đối phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, luôn cảnh giác, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là đối với những trường hợp lợi dụng xe luồng xanh để vi phạm.